nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu, vẫn bên nhau như cầu với chầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu, vẫn bên nhau như cầu với chầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu, vẫn bên nhau như cầu với chầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chắc là họ tôi hẹn họ đến ra đấy. Chúc bờ lâu xưa đã cùng em
giản thiên lý bên khóm mai, ngày xuân thắm hạ cùng em mân mai. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh lại về thăm ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm, anh về nơi ấy bao yên oanh, đừng quên ước hẹn cùng em ngoài thành. Em ơi, dù xa cách mặt lòng không phù nào, cầu mong sẽ có một ngày anh về thăm quê, hỏi bụi trâu cây và hỏi buồng câu con chim manh manh hót câu tình cứ. Một vầng trăng nghiêng lên lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý em trông. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm hương vị đồng quê thơm dịu dàng thấy bát ngát không tay. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh dướng về quê thăm nội thành, dâu hiền dễ tháo đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chào. Ngoại thành xa anh lại về thăm, thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao lũy trúc bờ lâu. Xưa đã cùng em vui vườn trâu, nhìn nắng hàng cao xanh rạt rào, bên giàn thiên lý bên khóm mai, ngày xuân thắm hạ cùng em mân. Thành xa anh lại về thăm ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm, anh về nơi ấy bao yên oanh, đừng quên ước hẹn cùng em xa cách mặt lòng không phù nào. Em luôn cầu mong sẽ có một ngày anh về thăm quê, hỏi bụi trâu cây và hỏi buồng câu con chim manh manh hót câu tình cứ. Một vầng trăng nghiêng lên lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau, hương vị đồng quê thơm dịu dàng thấy bát ngát không tay. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh dướng về quê thăm nội thành, dâu hiền dễ tháo đem biết bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chào. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh dướng về quê thăm nội thành, dâu hiền dễ tháo đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chào. Thank you.
Tết năm này quê ta quá là chịu chơi, tiếng nổ vang ai đám cưới chùa mời, thì khăn đóng áo dài đi nhậu ké, mừng cô sáu đầu xuân thêm chú rể, bên gia đình anh tám có cô dâu, ai ông bà hạnh phúc thích như nhau, hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chứ chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh tám, tôi mời anh một chén à. Nè cô sáu cũng ly ta rỗn rẽn. Riêng ly này tôi chúc cháu tân làng, chứ thêm ly này tôi chúc gái giai nhân, chúc hết làng ta đều ăn Tết mà rần rần. Xin mời cô bác ta cùng giải khát, cứ uống mừng xuân sang quê mình khang trang, từng mừng gã cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À, cô nào mà ở quá, anh nào mà ở giá, năm mới mừng ăn ra, tôi thề sông pha qua nhà mai mối cho ấm êm cái tình. Ly tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có mà la rầy. Nè anh tám nhìn hoài chi chỉ sáu à. Rồi quay lại luôn đi. Có mày. Xúc động quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mời đã đại diện đến đây là cuối cuối tiếp cho vui xuân của lòng ta là không có tuổi già. Rồi hai bác cùng ly luôn này, dâu rể rồi nơi xuân của lòng ta và xuân đến rồi cho nhau cái bắt tay luôn nè. Rồi hai bác cầm 100 luôn ạ. Thèm không? Thèm khó không? Thèm khó không? Còn giờ bảo là đấy là chị luôn. Giữa cuộc đời này em từ đâu bước đến nơi đây, làm tôi say làm tôi khát khao trao nhau tin yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chỉ che cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm khi em yêu lòng khi em mỏi mệt. Anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Cho em
về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng tung bay, xác pháo rơi đầy đường quê tôi, trai gái vui trong lòng cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ tràn trang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng tung bay, sáng pháo rơi đầy đường quê tôi, trai gái vui trong lòng cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ tràn trang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Gửi lòng lư khách xa nhà.
ngoài trời như xuân pháo đổ vang rền đi đùng, mình mừng xuân mướn giữa bay vàng bánh trưng, trên khắp quê hương mình người người tay nắm tay vui đời nụ cười chung sáng năm tình thương ba phát hài hơn. Hỡi những nàng đỏ đôi má ngày xuân mơ tình quân đến sao em thèm thùng, từng nụ cười ngây thơ những xuân từ lâu ngóng chờ, bạn bè cùng nâng ly uống tàn mừng xuân mới xa. Đẹp làm sao sáng xuân in trong lòng người, đẹp làm sao lá hoa mượt mà thắm tươi, xuân đến đây tô màu sắc người như bức tranh xinh đẹp tuyệt vời, khắp phương xa gần người người mãi mãi chờ xuân. Thật đậm đà bướm bốn ba gửi lòng lư khách xa nhà, ngoài trời đỏ đôi má ngày xuân mơ tình quân đến sao em thèm thùng, từng nụ cười người thơ mừng xuân từ lâu ngóng chờ, bạn bè cùng nâng ly uống cạn mừng xuân mới xa. Rất là vui khi toàn thể quý vị chúng ta cùng các bạn đông đủ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị quan khách, một lần nữa chúng tôi mời tất cả quý vị chúng ta để chỗ ngồi để bắt đầu chúng ta tham dự chương trình ngày hôm nay. Và mời gia đình hai bên cùng con dâu và chú rể chúng ta hãy chuẩn bị lên sân khấu chính thức ra mắt toàn thể quý vị quan khách. Vâng, kính thưa quý vị, và có lẽ rằng để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, thay mặt cho gia đình hai bên, có lẽ rằng chúng tôi những người làm chương trình vinh dự các bạn tại đây, thưa quý vị Quốc Việt và Thu Thủy cùng tất cả những bạn rất là tuyệt vời, Vũ Đoàn thay mặt từ người Thanh Dũng xin phép cúi chào toàn thể quý khách. Quý vị cho xin chào móng tay quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Mời Thu Thủy. Kính thưa quý vị và các bạn, niềm vui, niềm hạnh phúc của những bậc làm cha làm mẹ để nhìn thấy con mình khôn lớn, trưởng thành và nên bề gia thất. Và ngày hôm nay niềm vui, niềm hạnh phúc đó đã đến với hai bên gia đình của chúng tôi. Và ngày hôm nay Quốc Việt và Thu Thủy rất là vinh dự và hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu lộng lẫy của đôi bạn trẻ Kiều My và Đắc Lực để cùng làm những cầu nối tình yêu của đôi đưa của chúng ta ngày hôm nay. Và đặc biệt chúng tôi được giao lưu gặp gỡ với tất cả quý vị khách quý thân mến là những chủ nhân của những tấm thiệp mời. Và chắc chắn rồi, ngay bây giờ không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, xin được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng hướng mắt lên sân khấu và yêu thương cho chúng tôi một tràng vỗ tay nữa để chương trình từ điều mừng ngày phúc trong lòng của đôi bạn Kiều My, Đắc Lực xin được phép bắt đầu. Vâng, kính thưa quý bà cháu bác, thưa tất cả quý vị, hạnh phúc của con cái là hạnh phúc của những người làm cha làm mẹ, bởi vì trồng cây cây đã xanh, nuôi con khôn lớn đã thành thất gia. Thưa quý vị, ngày hôm nay ngày 23 tháng 1 năm 2021 nhằm ngày 11 tháng Chạp năm Canh Tý, gia đình rất vui mừng long trọng tổ chức tiệc mừng ngày hôm nay của Kiều My sánh duyên cùng Đắc Lực. Và đó là lý do để gia đình vui mừng được chào đón các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, quan viên hai họ, bạn bè thân hữu gần xa của gia đình, bạn bè của cô dâu và chú rể, đồng nghiệp cơ quan của chú rể và cô dâu, đồng nghiệp cơ quan của phía gia đình, bên nội, bên ngoại, xa gần, bên thông gia, bên liên gia của gia đình đã hiện diện có mặt trong ngày vui hôm nay. Thưa quý vị con khách, hôm nay sum họp chúc mai, tình trong một khắc thì nghĩa dài trăm năm, mà hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà. Thưa quý vị, gia đình ngày hôm nay ngoài lời cảm ơn sự có mặt đông đủ toàn thể quý vị, rất vui mừng gửi lời cảm ơn đến gia đình nhà trai đã đến từ Hoài Đức, hôm nay cũng có mặt để cùng với gia đình nhà gái tổ chức tiệc mừng quý vị trai bạn. Và xin được gửi lời cảm ơn nhà hàng tiệc cưới Thanh Dũng cũng đến từ Hoài Đức. Cảm ơn ban nhạc Huy tới và xin được thay mặt cho đại gia đình gửi lời cảm ơn đến khuôn viên rất trang trọng của Ủy ban Nhân dân xã Hoài Đức đã tạo điều kiện giúp đỡ gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị và thưa quý vị, nhân dịp đầu xuân năm mới, nhân dịp ngày hôm nay, thay mặt gia đình hai bên, cô dâu chú rể xin phép gửi lời đến tất cả quý vị con khách, chủ nhân tấm nét tuyệt vời, lời kính chúc sức khỏe, lời chào mừng thân thương nồng nhiệt nhất. Quan khách, thưa Thu Thủy, một người bạn rất cùng thua tôi có mặt trong chương trình ngày hôm nay, rất là xinh xắn tuyệt vời đứng trên sân khấu và quý vị. Con người có tổ có tông, như cây có cội mà như sông có nguồn, người ta xuất phát từ đâu, cha mẹ có trước thì ngày sau mới có mình. Về phía gia đình gái, chúng tôi vui mừng cảm ơn và trân trọng kính mời ông Bùi Hữu Hoa, bà Nguyễn Thị Bảo, sau thân của mẫu của con dâu xinh đẹp Kiều My, chúng ta vỗ tay nồng nhiệt chào mừng. Từ thôn Vân Khánh, Hoài Đức, Lâm Hà, Lâm Đồng, một tràng vỗ tay yêu thương của quý vị chúng ta cùng chào đón. Và gia đình đã giơ cánh tay để chào đón bạn được quý vị. Thay như một lời cảm ơn chân thành nhất đến sự có mặt của quý vị có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Kính
cái giọt hạnh phúc của cha mẹ. Ngày hôm nay sự hiện diện của cha mẹ trên sân khấu này đây là món quà tuyệt vời nhất, món quà yêu nhất dành tặng cho hai con của mình. Và chúng tôi xin được hân hoan chào đón gia đình Hội Nhà Trai thân yêu đến từ Đức Thành, Hoài Đức, Lâm Hà cùng về chung vui với sự hiện diện của ông Nguyễn Quốc Lăng, bà Trần Thị Hoa. Xin được mời quý vị yêu thương một tràng vỗ tay nữa, chúng ta cùng chúc mừng. Vâng thưa quý vị, và được tiếp đón người bạn thông gia của mình đến gia đình nhà trai hôm nay cũng có bạn chung vui, xin gửi lời cảm ơn và kính mời ông Nguyễn Quốc Lăng, bà Trần Thị Hoa sau từ phụ mẫu của cô dâu của chú rể ngày hôm nay đắc lực. Xin cảm ơn và mời tất cả quý vị chúng ta cùng vỗ tay nồng nhiệt tiếp tục chào đón. Và chắc chắn rồi, với chương trình tiệc mừng ngày hôm nay không thể thiếu lời tri ân phát biểu của hai vị đại diện đến từ hai bên gia đình. Chính vì vậy ngày hôm nay xin được hân hoan chào đón vị đại diện đến từ gia đình Hội Nhà Gái của chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hòa. Về phía gia đình Hội Nhà Trai thân yêu, xin được mời ông Nguyễn Đắc Quế. Xin được mời hai ông cùng vui lòng trở về sân khấu để cùng đắm mắt với quý vị. Có chầu không thể thiếu cầu, cho quen thắm, cho lòng anh say. Xin cảm ơn và trân trọng kính mời đại diện của hai bên gia đình. Xin kính mời hai đại diện chúng ta vui lòng lên sân khấu để chúng ta tổ chức buổi ngày hôm nay. Xin mời. Đại diện gia đình nhà gái và Nguyễn Đắc Quế đại diện gia đình nhà trai, chúng ta cùng chào đón, xin kính mời. Thưa quý vị, con gái thân mến và chân trong một không khí tươi mừng rạng rỡ sắc hoa của ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, bố mẹ của cô dâu cùng đại diện gia đình nhà gái, bố mẹ của chú rể cùng đại diện gia đình nhà trai hôm nay có mặt trên sân khấu chính thức ra mắt toàn thể quý vị con gái. Trăm suối ngàn sông rồi bắt nguồn ra biển, người với người sống để yêu nhau. Thưa quý vị, và bây giờ là chắc các quan trọng mà toàn thể quý vị luôn mong đợi, luôn hồi hộp. Thế gian đẹp nhất mặt trời, trong cuộc đời thì đẹp nhất có người mình yêu. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta hướng mắt về cổng hoa, nổ trái tay giòn giã để chào đón cô dâu xinh đẹp Kiều My, chú rể lịch lãm đắc lực. Xin mời. Chú rể lãng mạn đắc lực cùng cô dâu xinh đẹp Kiều My đã cùng lên sân khấu cùng gia đình hai bên chính thức ra mắt toàn thể quý vị con gái. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nói với quý vị một chú rể lịch lãm bên cô dâu xinh xắn, đó là một điều rất là vui chúng tôi đã chia sẻ với toàn thể quý vị con gái. Một lần nữa cảm ơn gia đình hai bên và cảm ơn cô dâu và chú rể đã lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị con gái. Hôm nay thì gia đình rất là vui thấy được người con, người cháu, người em, người anh, người chị của mình đã được yên bề gia thất. Mà hôm nay hai bạn sánh vai đẹp ước phục chúc vai một nhà. Và trong ngày lễ hôm nay thì tôi đã rằng xin được mời Thu Thủy đồng hành với tôi trong chương trình hôm nay sẽ mời bên phía gia đình nhà gái có những cái tri ân phát biểu để cảm ơn toàn thể quý khách. Mời Thu Thủy. Vâng và kính thưa quý vị, và ngày hôm nay thì chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe đôi lời tri ân phát biểu của vị đại diện đến từ gia đình Hội Nhà Gái của chúng tôi. Và xin được mời ông Nguyễn Văn Hòa, mời ông có đôi lời tri ân. Thật
là dạng nào thật là hạnh phúc. Gia đình của tôi hôm nay không biết nói gì hơn. Quá vui, quá hạnh phúc, quá vui mừng, phấn khởi được chào đón tất cả quý vị khách quý. Quý vị khách quý đến từ bốn phương, đến từ Bắc, Trung, Nam, khắp các nơi tụ hội về đây. Gia đình chúng tôi rất vinh dự, phấn khởi được chào đón quý vị đến đây để chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu và chung vui cùng gia đình chúng tôi. Chúng tôi không biết nói cái điều gì để mà tả hết được cái nỗi vui mừng phấn khởi của gia đình hôm nay. Tôi đại diện cho gia đình họ nhà gái xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, quan viên hai họ cùng toàn thể quý vị khách quý đã mất chút thời gian vàng ngọc đến từ mọi miền của Tổ quốc đến đây để chúc mừng hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Nhân dịp ngày thì năm mới sắp đến, năm cũ sắp qua, thay mặt cho gia đình xin kính chúc sức khỏe toàn bộ quý vị cùng toàn thể hội hôn sang năm mới tràn đầy sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Trong cái quá trình tiếp đón của gia đình chúng tôi có những sơ suất thì xin quý vị lượng thứ vì công việc có những nỗi nhỏ trong vấn đề đón tiếp thì gia đình muốn kính xin quý vị lượng thứ gia đình chúng tôi. Và bây giờ sau đây cái giờ lành, ngày lành đã đến rồi, giờ phút chúng tôi kính mời tất cả quý vị cùng các cụ, các ông, các bà, quan viên hai họ chúng ta cùng nâng ly rượu hồng lên để chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho các cháu, để hạnh phúc của các cháu càng được viên mãn hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và chúng tôi xin được chân thành cảm ơn vị đại diện đến từ gia đình của nhà gái có đôi lời tri ân cảm ơn từ tất cả quý vị và các bạn. Và kính thưa quý vị, thương nhau thì có bộ làm đôi mạnh, một lá trầu xanh thấm tuyệt tình. Nhà gái đã có đôi lời, nhà trai xin được đáp lời sau đây. Xin được mời quý vị cùng lắng nghe đôi lời tri ân phát biểu của ông Nguyễn Đắc Quế. Xin được mời ông sẽ cùng chung vui với gia đình. Kính thưa các cụ, ông bà, kính thưa các vị khách quý, hôm nay gia đình nhà gái tổ chức lễ vinh quy cho cháu họ gia đình nhà trai ông tôi rất là hân hạnh được sự đón tiếp chân tình của họ nhà trai. Thay mặt cho họ trai, chúng tôi xin chân thành cảm ơn gia đình nhà gái đã giúp đỡ chúng tôi trong việc tổ chức cho các cháu làm lễ hôm nay, và xin chúc toàn thể hội trời chúng ta có một buổi tiệc thật vui vẻ. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, cảm ơn rất là nhiều. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe qua ý kiến phát biểu kết tình thông gia của gia đình hai bên. Kể từ ngày hôm nay thì giây phút này gia đình hai bên chúng ta có một nàng dâu hiền, một chàng rể thảo, hai nhà nước Đức Yến Oanh, họ Bùi, họ Nguyễn đã kết thành thông gia. Chúc trai họ một nhà ngàn năm đầm thắm, mặn mà ngàn năm. Trao dâu thì trao cả nghĩa tình và nhận dâu thì nhận cả nghĩa tình thông gia. Mời hai đại diện bước cho phía trước, chúng ta bắt tay nhau để kết tình thông gia. Xin mời hai đại diện của gia đình hai bên. Ôi, cảm ơn rất là nhiều. Dưới một không khí có thể nói rằng rất ngập tràn niềm vui, và chúng ta đã chứng kiến những quảng cáo tuyệt vời. Thưa quý vị, và chúc cho tình thông gia của gia đình hai bên chúng ta mặn mà keo sơn. Cô dâu và chú rể, hai em thân mến, anh chúc hai em mãi mãi bên nhau đời đời hạnh phúc. Và xin mời Thu Thủy sẽ mời cô dâu và chú rể hai em chúng ta tiến tới bàn tiệc sông banh để chúng ta cùng đến với quảng cáo tiếp theo trong chương trình ngày nay. Xin mời. Và đây cũng là một biểu tượng của tình yêu ngọt ngào vĩnh cửu. Ngày hôm nay Kiều My và Đức Lực, thưa quý vị, một mái nhà xinh tươi, một mái ấm hạnh phúc mang tên Kiều My và Đức Lực, tất cả chúng ta cùng các bạn để cùng chứng kiến. Thưa quý vị, trong cuộc sống, trong mỗi chúng ta có rất nhiều điều tốt đẹp để chúng ta cùng chia sẻ cho nhau. Và ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một điều rằng đó là một trời hai đời ba trông, bốn năm sáu nhớ, bảy tám kiếm chí mười tìm, để rồi chạm hơi cho hết tiêu cùng nắng mưa kiếp chiều nhập nhằn. Xin mời cô dâu chú rể hai em cùng chung tay cùng chắc đẹp vào tóc sông banh thấu để cùng biết chi tình yêu tốt đẹp của đôi bạn trẻ Tường Huy và Đắc Lực ngày hôm nay, cũng như gửi lời chân thành cảm ơn tới tất cả quý vị đã cùng về chung vui. Chúc cho toàn thể quý vị và các bạn có buổi trưa ngon miệng, buổi trưa tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Đây bạn đắp sông banh thắm tình anh trong đó, nâng chén rượu đào chúc đồng thắm tình riêng em và em. Xin mời hai em. Thank you.
hai ly rượu đầu tiên để mời lên bố mẹ của cô dâu, người đã sinh hạ và giữ được cô dâu khôn lớn trưởng thành cho tới ngày hôm nay, tỏ lòng biết ơn đến bố mẹ của cô dâu. Xin mời hai bạn. Chú rể qua bên này, chú rể ơi. Chú rể qua bên nhạc phụ và xin cảm ơn, mời em. Xin mời chú rể sẽ mời nhạc phụ, cô dâu sẽ mời mẹ của mình, xin mời. Và hai ly rượu tiếp theo, mời hai bạn sẽ bưng lên để mời lên bố mẹ của chú rể đắc lực, tỏ lòng hiếu thảo, xin cảm ơn. Rồi, xin mời chú rể sẽ qua người cha của mình và cô dâu em sẽ mời người mẹ chồng của mình nhé. Thưa quý vị, quan khách, thưa tất cả gia đình hai bên và thưa người bạn đồng hành của tôi, chị Thu Thủy. Có một câu nói rằng mẹ nào mẹ của riêng anh, mẹ là mẹ của chúng mình. Đó thôi. Xin cảm ơn. Và chú rể em sẽ đi chuyển tiếp theo, mời ông đại diện của gia đình nhà gái. Chú rể qua bên này. Ông đại diện, ông sẽ nhận ly rượu của người con rể, cháu rể trong gia tộc chúng ta nhé. Xin mời ông. Cô dâu sẽ qua đại diện gia đình nhà trai. Cảm ơn ông Quế rất là nhiều, ông sẽ nhận ly rượu của cô dâu, mẹ con xa sâu, cháu sâu trong gia đình của chúng ta. Xin cảm ơn. Thưa quý vị thân mến, có một câu nói rằng chứ chung phần cha chứ phần mẹ thì giờ hai ta chung tình, đúng không ạ? Và bây giờ thì xin mời cô dâu chú rể sẽ bước cho mình bốn người một ly và hai em đứng ở chính giữa để chúng ta đi rượu giao duyên, kết duyên, chọn vợ. Xin mời. Và ngày hôm nay thì Phúc về của tôi thể rất là vinh dự và hạnh phúc khi được em nhanh đã từng ôm và hãy yêu anh như em đã từng yêu. Bắt đầu lý diệu giao duyên, trải qua năm đời tháng chờ, hôm nay em đã có một giờ ở đây nước trà và trà. Mời gia đình nhà gái, mời gia đình nhà trai, mời xin mời hai gia đình chúng ta đến với nhau để chúng ta chạm đến kết tình tham gia. Rồi xin mời Thu Thủy hãy bắt nhịp cùng tất cả quý vị con khách trên dưới ạ. Vâng, và kính thưa quý vị, các bạn vẫn có nhiều cái tình nghĩa xui ra ngày hôm nay, cũng không quên mời tất cả quý vị cùng rót thật đầy những ly bia, những ly nước ngọt giới thiệu quý vị. Chúng ta cùng nhau thật cao và hôm qua một tiếng thật lớn để cùng chúc mừng cho gia đình. Xin được mời tất cả quý vị ạ. Đi đâu cứ leo quý vị ơi. Xin mời quý vị cùng nâng ly. 1, 2, 3. Cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn và niềm vui hạnh phúc chan hòa từ đây. Xin cảm ơn và rất là cảm ơn đến gia đình hai bên đã cùng sân khấu để tổ chức một cái tiệc mừng vô vi cho hai bạn đã hoàn tất tốt đẹp diễn ra. Và bây giờ để trước hết cảm ơn hai đại diện và cảm ơn bố mẹ hai bên của tổ chức rể. Xin mời các bà chúng ta an tọa và trở về khách mời chúng ta hiện diện các bạn chương trình hôm nay. Xin cảm ơn. Với một trong những khoảng khắc tiếp theo đó là ba tầng bánh cưới mời Thủy. Vâng, và chắc chắn rồi, món quà thứ hai đó là tầng bánh cưới ngọt ngào biểu tượng của tình yêu biết kiều. Xin được mời Đắc Lực và Kiều My trở về với tầng bánh cưới và mời đôi bạn chúng ta tay trong tay chủ máy đầu các tầng bánh ngọt ngào son sắc thủy chung. Và xin được chia sẻ cảm ơn. Thề không duyên thì nợ, hay là thề không vợ thì chồng, ta lại thề đắp túi ngăn sông. My nói bên lực em sẽ theo anh bên rất nhiều ba tầng bánh cưới có in ngày tháng vu phi của cái tên đặc biệt của cô dâu xinh đẹp Kiều hôm nay nha. Và bây giờ chúng tôi xin vinh dự cảm ơn và trân trọng giới thiệu vị mời đại diện hội đồng niên 1970 mời lên sân khấu để tặng quà cho cô dâu và chú rể cùng gia đình chúng tôi nhân dịp ngày cưới này. Xin kính mời. Của gia đình ngày hôm nay của ông Bùi Lũ Hoa và Nguyễn Thị Bảo đã tổ chức tiệc mừng vui cho cô dâu xinh đẹp Kiều My, danh duyên của chú rể Đắc Lực và hội đồng niên 1970 hôm nay các bạn để tham dự chúc mừng hạnh phúc cô dâu của chú rể và cũng là một món quà ý nghĩa để dành tặng cô dâu chú rể. Xin cảm ơn hai em rất là nhiều và để rằng một lần nữa thì chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể. Và bây giờ thì xin mời cô dâu chú rể hai em chúng ta trở về với gia đình ta để cảm ơn tất cả quý vị quan khách có mặt trong chương trình ngày nay. Xin mời. Vâng, và xin được chân thành cảm ơn hai bên gia đình, cảm ơn đôi nương của chúng ta và cảm ơn những người thực hiện chương trình ngày tiệc cưới Thanh Dũng và bạn nhạc Huy Cưới. Và đặc biệt cảm ơn người anh đồng hành cùng với tôi đó là MC Khúc Việt ngày hôm nay cùng làm việc.
Xin cất lấy trái tim này.